thì bây giờ quanh sẽ chia sẻ lại với bà con một lần nữa nghe. Bà con muốn trồng ở dưới thì bà con lưu ý, thứ nhất là chúng ta coi cái phần cấu hình lá, là lá nó không giống như những ổi, lá ổi bình thường nha. Con mình là Quanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con đã biết thì Quanh thường với các anh chị kỹ thuật thường hay chia sẻ với bà con những loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao, và đặc biệt là phải bán được cái hàng đó với giá cao các bà con ha. Thì trên thị trường hiện tại đang nổi lên một cái cây ổi rất là thú vị, đó là cây ổi dứa. Tức là cây ổi này thì trái ổi này thì vừa có cái hương ổi vừa có hương dứa, và cái cây này có nguồn gốc xuất xứ từ New Zealand, và đây là hàng cây nhập hoàn toàn nha bà con nha. Và nhiều bà con hỏi với Quanh là nó có thích nghi với cái thổ nhưỡng và khí hậu của Việt Nam hay không, và cây giống nó ra như thế nào. Thì ngày hôm nay thì Quanh sẽ chia sẻ với bà con về cái hình thù của cây giống ở dứa, để quý bà con khi mà bà con có mua hàng thì chúng ta không có bị nhầm nha. Tại vì bây giờ là tình hình là hàng hóa mà lẫn lộn thì cũng khá là nhiều. Và đây là cây ổi dứa nha bà con nha. Thì cây ổi dứa đây là cây ổi dứa giống được nhập khẩu từ New Zealand về luôn ha bà con ha. Và cái cây này thì bà con có thể thấy là nó đang phát triển rất là mạnh và nó đang đâm tược như thế này. Thì chúng ta sẽ nhờ chị Hằng cho chúng ta xem cái tược của ổi dứa nó như thế nào nha. Đây bà con ha. Thì cái tược của ổi dứa nó đang đâm tược như thế này và nó sẽ bắt đầu chia cành ra. Thì cái ổi dứa này á, thì bà con có thể thấy là nó khác hoàn toàn với cái lá ổi bình thường của chúng ta. Nhưng mà nó sẽ so giống với cỡ giống như giống với lá của sim ở ngoài Bắc. Thì chúng ta cũng nhìn qua thì Quanh sẽ phân biệt cho bà con xíu. Và nhìn cái phần lá thì bà con sẽ thấy là cái lá nó hơi có lông mịn, lông nhẹ ha bà con ha. Cái lá nó sẽ có lông nhẹ và cái hình thù lá của nó là hình nó hơi nhọn nhọn như thế này, nhưng mà không nhọn lắm nha, nhọn bầu như thế này. Và lá đặc biệt là ở mặt trên, mặt dưới đều có lông nhẹ hết nè. Trên màn hình bà con có thấy được cái lông nhẹ của cái lá ở dưới không? Đó, mặt sau cũng có lông nè ha bà con ha. Đó, là thứ nhất là chúng ta phân biệt về lá. Thì cái lá ở dưới nó sẽ trông như thế này nha. Nè, lá ổi dứa sẽ trông như thế này nha. Rồi, có phần lông nhẹ ở mặt sau và cả mặt trước. Và thứ hai là về phần thân của ổi dứa, thì chúng ta sẽ thấy cái ổi dứa này nó hơi lạ lạ, là cái phần thân của nó sẽ có da hơi xù xì một tí. Thấy bà con ha, da nó hơi xù xì như thế này. Nè, bà con thấy xù xì không? Đó, nó hơi xù xì một chút xíu nha bà con nha. Đó, chị Hằng sẽ giúp chúng ta thấy. Đó là cái tiếp theo. Rồi, cái ổi dứa thì chúng ta sẽ quan sát thật kỹ cái phần lá của nó. Nó sẽ khác với những cái lá ổi bình thường như ổi ruby hoặc là ổi lê Đài Loan ha bà con ha. Nên là bà con hãy đặc biệt lưu ý dùm Quanh cái phần này nha. Đó thì bây giờ Quanh sẽ chia sẻ lại với bà con một lần nữa nghe. Bà con muốn trồng ổi dứa thì bà con lưu ý, thứ nhất là chúng ta coi cái phần cấu hình lá, là lá nó không giống như những ổi lá ổi bình thường nha. Lá nè, nó vậy nè, nhỏ mà nó giòn giòn vậy nè ha bà con ha. Và nó có lông cả hai bề mặt luôn, lông mặt sau nè, lông mặt trước. Là chúng ta nhìn ở phần dưới của ánh nắng chúng ta sẽ thấy lông hơi mịn nè, chẳng hạn như cái này nè, nó lông nó rất là mịn nè, bà con thấy không? Và cái nữa là cái thân của cái ổi dứa nó sẽ hơi sồ xề xù xì, kiểu như bông tróc vậy ha bà con ha. Đây là cây ổi dứa được nhập khẩu từ New Zealand nha, xuất xứ từ New Zealand. Và khi chúng ta ăn nó, cái trái của nó sẽ giống như trái ổi xẻ của chúng ta hồi xưa vậy đó. Cái vỏ bên ngoài màu xanh và cái ruột của nó hơi nhão nhão một xíu, chúng ta sẽ xẻ ra làm hai và nó sẽ có cái mùi, vừa có mùi ổi vừa có mùi dứa, ăn thì khá là thú vị. Quanh sẽ chia sẻ đến quý bà con về trái ổi dứa đó trong những video của tiếp theo ha bà con ha. Bà con nhớ đăng ký kênh để chúng ta được nhận những cái video tiếp theo nha. Và đây là cây ổi dứa nha bà con, nhớ dùng Quanh thực hiện video này để chia sẻ đến quý bà con, để chúng ta mua cho nó đúng giống nha bà con nha. Còn về cái thời gian sinh trưởng, cách trồng nó như thế nào cho hiệu quả và nó có phù hợp với khí hậu Việt Nam hay không, thì Quanh sẽ thực hiện trồng cây cho bà con xem luôn, để chúng ta có cái nhìn thực tế luôn ha bà con ha. Còn bây giờ thì nếu bà con có bất kỳ câu hỏi gì liên quan tới cái ổi dứa New Zealand này thì bà con hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình, thì đội ngũ kỹ thuật của siêu thị cây giống sẽ rất vui lòng được chia sẻ với quý bà con những cái kiến thức liên quan tới cái ổi dứa. Và nếu bà con mà muốn nhận thêm những cái video tiếp theo về cái loại cây ổi dứa này, bà con nhớ đăng ký kênh ha bà con ha. Còn bây giờ Quanh cùng với các anh chị kỹ sư cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con trong những video của tiếp theo về ổi dứa nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Phát triển một cách nhanh chóng và đồng thời đó là từ đó giúp cho cây sinh trưởng và phát triển rất là nhanh, và sẽ tiết kiệm được 20-30% cái chi phí sử dụng phân bón cho khu vườn của mình. Và đặc biệt là sau khi mà chúng ta thu hoạch trái xong thì cái vườn cây của chúng ta thường hay bị
bị suy kiệt. Thì sản phẩm Huvit Hoa Kỳ sẽ giúp cho cái vườn của quý bà con phục hồi một cách nhanh chóng nha bà con nhé. Và cuối cùng điều chúng ta mong đợi là khi chúng ta sử dụng sản phẩm Huvit Hoa Kỳ này, cây của bà con sẽ phát triển mạnh mẽ, cho năng suất cao, trái đẹp và phục hồi nhanh chóng sau khi thu hoạch. Nếu bà con quan tâm đến sản phẩm Huvit Hoa Kỳ hoặc có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm này, bà con hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình. Đội ngũ kỹ sư của siêu thị cây giống rất vui được chia sẻ đến quý bà con về bí quyết này và đồng hành cùng quý bà con. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con nha.